này cá. Trời trời, con nào con đấy nè. Đây. Không không, cái con này tên là nó. À, chúa. Nước cạn quá. Thấy con dây điện này nhỏ xíu rồi. Quả này em ơi. Đây dễ lên dễ xuống. Cái này bỏ con gầy biết lâu rồi, tao không có xịn. Từ từ đó, từ cúc này nó rộng. Đây nó kéo dài ra. Có con gái gì nó đậu gì vậy? Kho kho tiêu kho giá giá nhộn hay đã. Nước cạn quá mà. Hả? Trời trời, con nào con đấy nè. Như cua cổ. Có nó lên nữa mà dặn nữa nó chết. Thường thường nó ở cái khúc đó đó, cái lóc á. Cái này cũng ra cái ý lô chứ nó nè. Ký có à. Nó đó. Dài đó. Đây. Con nhảy nữa. Không không, cái con này tên là nó đó, ở ngoài anh giờ anh nghĩ đâu đó. Con chạy nữa. Không. Không phải. Một con chạy mà để thoát lại. Đi nó lên từ từ rồi. Muốn bắt nhanh. Đó. Chết không? Chết rồi. Tôm. Này cá này chứ không thả ra hay gì nè. Ở đây luôn.
chừng cái chuối xuống sình này. Rồi tôi trước mặt lên sình cho đó rồi. Nó rồi. Cái gồ nó khó lên lắm. Chuối nó lên phớt phớt mặt nước mình đâu có thấy đâu. Chìm mà. Chìm mà. Chìm chỗ này. Ý không có tôm nó quậy mình quậy không ấy không á. Không hình như còn con bự nữa. Con kia thấy nó chạy bự hơn rồi. À, chúa. Ký á. Trời. Chặt lụm đó hồi vô nước cá bóc á. Cá bóc mượt. Chết rồi. Chết rồi đó. Nó có một dây mát mà. Rồi được. Trời trời con cá gô. Ừ. Con nhỏ. Còn nữa, con khoan từ từ từ. Để tới luôn mà. Còn nữa. Giỡn hai con nữa. Tại nước đục nè, con cá nó lặn mà dưới nước chừng nhiêu mà. Trời xịt mấy vùng chạy. Nó có bỏ thay con dây điện nhỏ xíu rồi. Vậy thay con khác. Ừ, chỗ con nó chết giữa con dây mát đó.
tiêu rồi. Cần đêm lâu như nãy chưa rồi nữa. Thả nó đi. Này đi quận sau á, nhiều quận này nè. Trời. Không đi đâu. Đây thành quả này em ơi. Đây dễ lên dễ xuống.